Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày Chủ nhật cuối tuần, thời tiết nhiều mây, có mưa rào nhẹ và có nơi có dông do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên nhiệt độ giảm, lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ, còn độ ẩm dao động từ 86 đến 88%. Thời tiết mát mẻ, có chút se lạnh, thích hợp cho hoạt động vui chơi cuối tuần. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, nên nhiệt độ các nơi tăng nhẹ và độ ẩm giảm. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 29 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.